Nhật, EU liên tục cảnh cáo Việt Nam về thuốc trụ sinh trong tôm. Việt Nam không ngớt bị Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản cảnh cáo về vấn đề thuốc trụ sinh trong tôm. Theo tin của Trung tâm Asian Trung Quốc, từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã bị cảnh báo tổng cộng 11 lần về dư lượng quá độ của thuốc oxytetracycline trong tôm xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản. Báo chí Việt Nam trích lời các giới chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói rằng, sự kiện tôm Việt Nam bị cảnh cáo liên tục tại hai thị trường xuất khẩu lớn cho thấy có sự lạm dụng thuốc trụ sinh. Hồi trung tuần tháng 4, Bộ Nông nghiệp ở Hà Nội đã thông báo cho phía Nhật Bản là họ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn để theo dõi vấn đề dư lượng thuốc trụ sinh trong tất cả các loại thủy sản nuôi trong hồ được mang bán sang thị trường Nhật Bản. Theo các số liệu của Cục Ngư nghiệp Việt Nam, trong năm 2013, quốc gia Đông Nam Á này xuất khẩu một số lượng tôm trị giá 2 tỷ 500 triệu đô la, tăng 33% so với năm trước, giúp cho Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tôm nhiều hàng thứ ba trên thế giới.